Lại phá gì vậy ta? Nghịch gì anh Ngại? Nghịch gì nghịch? Tôi không bao giờ tôi nghịch ngợm bất cứ thứ gì hết trơn á. Sao vậy? Sao ta? Sao ta? Trời đất ơi, cái ổ đất kìa, anh lấy cái dao anh xùi nó xuống gì đâu, không phải dùng máy cắt. Cái ổ đất này cũng phải cắt nè mọi người. Tôi chia sẻ mọi người nè. Cái ổ đất này mà người ta cũng lấy máy cắt, người ta cắt. Cái ổ đất này người ta cũng lấy máy cắt cắt. Tổ tàu vò. Mà không phải lấy máy cắt anh cắt. Ủa nãy giờ tôi có nói mày lấy máy cắt cắt cái tổ tàu vò. Anh để cái này vô trong đây nè, không phải là anh cắt là gì nữa. Trời đất ơi. Ủa cái gì nó cũng có một cái nguyên do của nó, và cái gì người ta mình gọi là cái gì người ta cũng thử hết trơn á. Ông sao? Cái gì cũng gọi là trải nghiệm và thử rồi ông mới thực hành, đúng không? Không hiểu ý anh nói. Cái nghĩa là tôi đang thực hành cái máy này có cắt được cái góc vô góc hẹp không? Có nghĩa là cho ông bố vợ tôi á. Được. Tôi đang thử mà. Không được tôi mới nói này, mới đang nghiên cứu nè. Có nghĩa là hồi đó mấy thằng thợ nó xây nhà đúng không? Nó ngay cái góc này nè. Đó kiểu nó cái gì sắt mà gọi là sắt râu á. Đó nó thử nó chỉ ra lòi ra 2-3 cây á. Là con đứa cháu nó đi là nó hay quẹt đây nè. Nó mới ổng mới kêu tôi là cầm cái máy vô đó cắt cho 3 cái. Thì tôi mới đang nghiên cứu có cắt được không nè. Nếu mà không được thì tôi chắc phải lấy búa đục thôi chứ sao giờ. Mà đục người dễ gì sắt mà lấy búa đục. Đúng không? Chỉ có máy cắt thôi. Đục thì vẫn được nhưng mà thời gian chắc hơi mệt à. Nó đang nghiên cứu mà cắt không được cái trong góc kẹt, chỉ là cái trong cái góc kẹt á. Một đường nè. Hai đường nè. Nói chuyện là cái nói để tôi thí dụ cho ông thấy nè. Nè, thí dụ cho ông thấy nè. Cái này góc kẹt đúng không? Góc kẹt đúng không? Góc kẹt. Chỗ này là một cái khoảng phải khoảng trống mà gọi là một cái gì ta? Cái gọi là cái tường hả? Cái gọi là cái gì quên bạ tên là ta? Cái cục lòi. Cục lòi là ông chỉ khoảng trống ở chỗ này thôi. Đó rồi sao ông cắt? Ông đúc vô này cắt hả? Cắt được không? Cắt được nhưng mà giật máy nguy hiểm. Bởi vì mình nghiên cứu đó là thử làm một là thôi ba đục đi. Không nữa chứ máy cắt không được đâu. Tôi nói ông vậy đó. Lý. Tôi thấy tội đâm ra tôi mới cầm ra tôi nghiên cứu đó. Thôi vậy bỏ nha. Bỏ đi cái này cũng khó quá. Không, cái này anh phải mướn thợ mới được. Thợ làm chứ xưa xưa không làm được đâu. Thợ thì chẳng lẽ giờ thợ vô cho nó cắt có mỗi cái sắt đó thôi à? Thì ta là thợ ta cắt được thì anh chịu khó anh. Ở đâu có thợ chứ ông chỉ tôi mướn tôi. Thì đúng rồi đó, thợ kia nó vô là 200.000, em nói nó vô á thì giá lẽ tầm 50 thôi. Được không? Được. Thôi vậy thì ông kêu giùm tôi đi. Hả? Đưa 50 đây. Tôi thì làm sao mới có tiền chứ, giờ tôi có tiền ở đây đâu mà từ nhà của ổng mà nói chỉ cười chứ. Thì đưa tiền để bé được chứ. Bây giờ ông kêu thợ vô tới cắt cho ổng đi rồi tôi trả cho 50. Ông tôi kêu ba tao tôi trả cho 50. Thì kêu ai cũng vậy, thì kêu em cho rồi. Ông mới làm cái gì mới chuyện cười quá. Nói chuyện. Có mấy khoan không? Khoan chứ sao. 50 nha. Hả? 50 nha. Thì kêu ai cũng vậy, thợ lấy 200.000 thì em lấy 50 thôi. Làm, mà làm. Cái gì? Ông biết làm không? Cái khoan á. Khoan đúng không? Ủa cắt chứ phải khoan đâu mà. Lấy cái khoan á. Lấy cái khoan đi. Nhà có đồ nghề đầy đủ mà không biết đâu dùng. Đúng, cái đó là cái tường cắt, chứ không phải mấy khoan. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái thấy mấy anh hay gặp phải đó là tình huống ba cái đồ mà nó nằm trong góc tường á, máy cắt mà vô không được á. Thì chúng ta sẽ sử dụng là máy khoan để làm máy cắt để cắt. Khoan cho nó lủng cái cây. Không, mình làm dùng máy khoan để làm máy cắt luôn. Dùng máy khoan để làm máy cắt luôn. Biến máy khoan thành máy cắt luôn. Nó có dao đâu cắt. Anh không cần phải phá khoan, anh không cần phải mở cái khoan ra luôn. Để nguyên vậy luôn, nó thành cái máy cắt. Rồi sao anh chỉ đi. Đây, anh mở ra đi. Mở đầu ra hả? Ừ. Tiếng hiệu lắm. Thì mọi người lưu lại sẽ có ngày dùng. Rồi, anh có cái lưỡi cắt nào không cho em gái? Cái đó chỉ lưỡi nhỏ thôi mới đút với lọt, chứ này chỉ còn lưỡi lớn đút lọt đâu. Lưỡi nào được mà sao anh cho em một cái lưỡi được rồi. Sẵn lấy mấy con ốc cho em luôn nha. Ốc đó hả? Ừ. Này hả? Ừ. Rồi, cũng được. Rồi, em cầm cái ti nhét vô. Nhét đây nè. Chưa? Rồi. Nhét vô. Chưa. Cho nó bằng thẳng phải không? Đúng rồi. Ngay đúng không? Canh đúng tâm á.
Rồi nhét vô. Rồi cái này nhét vô. Dạ ngay. Ừ, nhớ là canh đúng tâm nha, không đúng tâm nó lệch á, quay nó cắt lạng á. Đó, mọi người xoay vô. Đâu nhất thiết chúng ta phải xài máy cắt, sử dụng máy khoan, dùng máy cắt cũng được. Mình biết cách sử dụng là ok rồi. Đó, nhớ canh cho đúng tâm đàng hoàng, vặn cho nó cứng vô đàng hoàng, lấy đồ siết cứng vô đàng hoàng, mất công tí nó tuôn á. Sau khi mọi người siết chặt nó sẽ ra như thế này. Nhớ siết chặt vô nha, không nó tuôn á. Rồi ok, anh gắn vô cái mũi khoan. Rồi, gắn vô. Dài quá không? Dài quá cắt bớt. Ừ, nếu mọi người cảm thấy dài thì cắt bớt. Đó. Ốc chúng ta khi nó xoay á, nó sẽ xoay cùng chiều với thuận á, của máy khoan. Nếu mọi người không chỉnh ngược lại thì mọi người bắn nó sẽ tuôn ra. Cho nên mọi người phải chỉnh ngược lại để khi mọi người cắt nó sẽ siết vô. À, là mình cắt ngược. Ừ, nó mới siết vô được. Rồi, sẽ test thử mọi người coi nè. Xem cái độ hiệu năng như thế nào nha. Đất hay vậy? Do còn nhát tay, tôi chưa dám cắt. Đúng rồi, tại vì lần đầu tiên anh cầm anh nhát tay. Nhát tay nhưng chưa dám cắt. Cách thì giúp cho anh hỗ trợ một phần nào đó rất là ok. Sao anh kiếm cái thắt nào mỏng mỏng xíu, anh cắt cây dày quá, anh nhát tay là đúng rồi. Ủa mình thử, nhát tay tôi thử coi. Ok chưa? Ok đó, nhưng mà, đó. Mà cái này gọi mình xử lý những cái tình huống gọi là trong góc kẹt thôi. Ừ. Chứ còn mà đem ngồi một cắt thì nhát tay lắm, chưa quen nữa. Không chưa? Không, cái thử mình nói chung là cái này mình. Cái này thì nếu anh nhát tay thì anh cắt cốt rồi anh cũng ra được à. Anh lật qua xíu anh lại cắt tiếp. À mình cắt xoay đúng không? Đúng rồi. À biết hiểu rồi. Nhưng mà là cái này là áp dụng trong những tình huống gọi là mình mới cắt với không tới thôi thì mình ta nên áp dụng. Nghĩ là góc kẹt nhưng mà tôi nói đó hả? Mọi người cũng cầm cẩn thận một xíu, tránh cái tình trạng là nó giật, bể. Thì nó không có lực, bạn gọi là cái lực giữ đâu. Ừ. Đó, tâm ra mình phải gọi là mình cẩn thận. Cẩn thận một xíu. Nói chung là cũng giúp ích cho một người trong phần nào thì mọi người có thể áp dụng, không thì mọi người có thể xem cho vui cũng được. À, nếu thấy hợp lý thì nhớ đăng ký bật chuông, và còn có ý kiến nào nữa thì bình luận ở dưới nha. Chúc đại gia đình xem video vui vẻ.